Rồi, em xin mến chào quý anh chị nha. Hôm nay em có một sản phẩm là một căn nhà cấp 4 nha anh chị. Khu dân cư gọi là khu này là khu dân trí cao anh chị nhé. Toàn nhà lầu xe hơi biệt thự luôn đây. Từ đây nè, từ đây qua bên kia ngang 6, sâu vô là 10, sâu vô là 10, 16 mét anh chị nhé. Sâu vô 16 mét nha anh chị. Full thái thổ cư luôn. Gần giáp xứ Phước Tỉnh chị nha. Nó cần nhà có 4 này. Đó, hai mặt hẻm luôn nha. Đây, em quay ra đường cho anh chị xem. Bên này là đối diện là giáp xứ chị nha. Thì lúc trước là cái nhà này kêu 2.650 nhưng mà giờ chủ giá bán 2.500 nha anh chị. Anh chị nào mà thích căn này thì liên hệ cho em nha. Đây. Đó, này là biển nè, là biển là tầm mét hơn. Còn bên này giáo xứ, anh chị nào bên Nam bên đảo là đồ ok nha. Khu dân cư kính luôn anh chị nha. Đường này ra biển được không này? Cách chợ Trần Hợp Thị Loan là đi khoảng độ 1 km, 1 km là đến cái gì nhá. Khu dân cư kính luôn. Giá chỉ có là 2.500.000 thôi. Sở hữu ngay vị trí rất là đẹp luôn. Đường này cũng là kinh doanh buôn bán nhiều quá trời luôn chị nhé. Đầy đủ tiện nghi hết. Thiếu cái gì ra khỏi cửa là có liền anh chị nha. Giá nhà ra bán là 2.500.000, để em quay sơ cái sổ cho anh chị xem nha. Ra cái sổ anh chị nha. Thửa đất số 42 tờ bản sổ một số 118 xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích là 91 m², sử dụng riêng, đất ở tại âm thôn lâu dài hết nha anh chị nha. Nè, đường nhựa nè, bên này có cái hẻm này anh chị thấy không? Đó, phía sau nửa hậu chút nha anh chị, nửa hậu khoảng độ mấy phân nha. Đó, phía trước là 6.5 m nha. Đó. Cái vị trí của mình đây, sát bên cái nhà thờ Phước Tỉnh luôn nè, giáo xứ Phước Tỉnh nè. Xung quanh đây là giống như một cái đảo nha anh chị nha. Đó, ở đây là giống một cái con đảo luôn. Đó, anh chị nhìn thấy hình dung giống như cái lưỡi dao hay cái mõm gì anh chị nha. Đó, nhìn không, mình đây là sát biển luôn này, nên là ở đây là gió mát mẻ quanh năm luôn anh chị nha, tại vì xung quanh là biển hết nha anh chị. Đó, bên này là đi cầu Cửa Lấp này, đường ven biển cầu Cửa Lấp qua phường 12, rồi bên này là phường 12 thành phố Vũng Tàu rồi. Đó, còn đi phía bên này này là Long Hải, đi qua Long Hải đi khoảng độ 5 phút là đến anh chị nha. Đó, hướng này là về Vũng Tàu, về trung tâm thành phố Vũng Tàu, đi khoảng độ 20 km là tới trung tâm thành phố Vũng Tàu rồi. Còn mình là giáp ranh với thành phố Vũng Tàu luôn, phường 12 thành phố Vũng Tàu luôn anh chị nha. Cách một cái cầu Cửa Lấp thôi. Đó, mai mốt là nó quy hoạch là có một cái cây cầu từ đây bắt qua bên này nè anh chị nè. Đó, từ bên cái bờ bên này, bên phường 12 này đâm qua bên Phước Tỉnh này anh chị nha. Đó, trên quy hoạch nha anh chị. Đó. Rồi đi chợ Long Hải cũng gần luôn. Đi biển Long Hải thì cũng quá gần luôn anh chị nha. Đó, ở đây anh chị đi ra biển tắm cũng đều được nha anh chị, biển Phước Tỉnh tắm cũng được anh chị nha. Đó. Rồi. Đó. Rồi cái này là anh chị đi về thành phố cũng về thành phố Bà Rịa thì đi khoảng độ 8 km là đến thành phố Bà Rịa. Ra quốc lộ 51 các thứ nha. Đó, về Hồ Tràm, Hồ Cốc đi khoảng độ 30 km là đến nha anh chị. Đó, 25 km là đến nha. Rồi, anh chị nào mà thích thì liên hệ cho em nha. Rồi, giá chủ rao bán là chỉ có là 2.500.000 thôi. Đó, hạ tiền bán anh chị nha.